Thưa quý khán thính giả, ngày 17 tháng 9 năm 2007 tại Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã chính thức khởi sự tiến trình xin phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người đã từng được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn năm 1975. Năm 1994, sau những năm tháng tù đầy tại Việt Nam, Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Đã 5 năm kể từ khi tiến trình xin phong chân phước bắt đầu và cũng là kỷ niệm đúng 10 năm ngày tạ thế của Cố Hồng Y Thuận. Nhân dịp này, Chân Như phỏng vấn Linh mục Phêrô Đỗ Quang Châu là một trong những người đi đầu trong việc xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Thuận và cũng là Chủ tịch Quỹ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận để tường trình cùng quý vị về diễn tiến cuộc phong chân phước hiếm có này. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào đến Linh mục Đỗ Quang Châu. Thưa cha, là đã chọn 5 năm kể từ khi cái tiến trình xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Thuận. Thì Linh mục có thể vui lòng cho biết là hiện tại cái tiến trình đã đi đến đâu rồi ạ? Cái ngày như anh nêu lên là cái ngày 17 tháng 9 năm 2007, sau khi ngày qua đời 5 năm, thì Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình xin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 để phong chân phong phước cho Ngài. Thì Đức Giáo Hoàng đồng thuận. Nhân ngày đó thì Đức Hồng Y Martino là người kế vị của Đức Hồng Y Thuận tại cái Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã xin những người có mặt hôm đó. Cái thứ nhất là cầu nguyện để biết thánh ý Chúa. Cái thứ hai, xin mọi người sưu tầm tài liệu về bút tích của Đức Hồng Y Thuận trong những năm ngày sống ở trên dương gian này. Và xin mọi người sống cái đường lối mà Đức Hồng Y Thuận đã đề ra là cái linh đạo của Ngài. Tiến trình phong chân phước thì nó qua bốn giai đoạn như thế này. Cái việc đầu tiên của Ngài là tôi tới Chúa. Khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố cho phép để mở án phong thánh thì Ngài được tôn lên là tôi tới của Chúa. Và cái bước thứ hai là đáng kính. Và cái bước thứ ba là chân phước. Và sau cùng là hiện thánh, là phong thánh. Thì là qua bốn tiến trình đó. Thì sắp đến cái bước thứ hai là đáng kính, thì chúng tôi hy vọng rằng cuối năm nay thì Tòa Thánh sẽ nâng Ngài lên bậc đáng kính. Yeah. Vâng, thưa, trong cái tiến trình này thì hội đồng mà xin phong chân phước đó đã gặp những cái khó khăn nào, những cái trở ngại nào, cha có thể nào chia sẻ được không ạ? Cái vấn đề mà trở ngại thì chúng tôi thấy không có cái trở ngại nào, là tại vì chẳng hạn như đi các nước để tìm kiếm nhân chứng thì bằng cách này hay cách khác Tòa Thánh có thể tìm được cái nhân chứng, và qua 5-6 năm nay thì là đã phỏng vấn hơn 300 nhân chứng rồi. Thành ra cái hồ sơ về vấn đề thành lập hồ sơ thì đã xong xuôi rồi, và đây là đến cái giai đoạn là gửi hồ sơ đó lên bộ phong thánh. Thưa, là cộng đồng người Việt Công giáo ngoài cũng như là trong nước rất là phải nói là tỏ rất là nao nức để đón chờ cái tin này, thì không biết là giáo dân Việt Nam có thể đóng góp được gì trong cái tiến trình này, thưa cha? Như anh biết rằng là người Việt Nam chúng ta kinh tế nó cũng không phải dồi dào cho lắm. Và vì thế chúng tôi nhắm vào những người Công giáo và ngoài Công giáo ở hải ngoại. Biết được cái nhu cầu cho việc phong thánh này thì người ta đóng góp. Thì chúng ta biết rằng cái việc bất cứ việc gì cũng cần đến tiền để mà lo cho nó tiến triển. Thì chẳng hạn như là các phái đoàn đi các nước thì chi phí vào đó, hoặc là mở những cái lễ về liên can đến. Và vì thế cho nên người ta cùng hỏi tôi rằng là bao nhiêu là đủ. Thì thực ra chẳng hạn như đến cái ngày mà phong chân phước của Ngài nó sẽ cử hành tại công trường Thánh Phêrô chẳng hạn, thì cái số tiền nó không phải là nhỏ, là tại vì tổ chức đó là một cái tổ chức lớn. Và vì thế cho nên chúng tôi như Hội đồng Công lý Hòa bình là cáo thành viên cho vụ phong thánh này, yêu cầu chúng tôi cố gắng để giúp vào. Chúng tôi không biết rằng ở các nước ngoại quốc, người ngoại quốc có thể đóng góp bao nhiêu chúng tôi không biết. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì từ 2008 đến nay thì số tiền chúng tôi cũng quyên góp được khoảng 400.000, và chúng tôi đã gửi về cho văn phòng cáo thành viên là 200.000 để lo chi phí trong mấy năm nay. Còn người Việt Nam chúng ta thì nao nức muốn, chúng tôi chỉ muốn xin cầu nguyện để cái tiến trình này được tốt đẹp. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn Linh mục rất là nhiều đã dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và xin cảm ơn anh đã dành cho tôi mấy phút này để nói lên cái tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.